Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Ngô Phương KDX, kênh chia sẻ kinh nghiệm thực tế về sửa điện tử ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách để mình kiểm tra, mình sửa là một cái mạch loa kéo nè các bạn. Này. Đó. Đây là cái mặt sau của nó nè. Đó, gồm những cái volume nè, nút tắt mở vậy thôi. Đó. Mạch này cũng tương đối thôi chứ cũng không phải là công suất bự gì ha. Thì hiện tượng của nó là do khách để lâu các bạn, không có dùng. Tới chừng mở lên đó thì nó không có hiển thị gì hết. Đó, nói chung là không có hiển thị không gì hết, chỉ báo đèn thôi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắm điện vô để mình kiểm tra xem cái nó hư cái gì ha. Đây, cái dây nguồn cắm thử các bạn. Đó. Cắm điện vô nè. Mở lên. Chế độ AC bên đây đang mở luôn. Đó. Thì nó chỉ báo đèn vậy. Không hiển thị. Rồi. Thì sau khi mình gặp cái hiện tượng này á, thì đầu tiên mình sẽ kiểm tra cái phần nguồn của nó các bạn. Tất cả các cái mức nguồn. Dây này là dây B cộng, dây bình các bạn. Đó, gỡ ra đi. Rồi còn mấy cái dây này là dây kết nối lên trên cái mạch MB3. Ở đây thì mình thấy nó bị đứt một dây nữa nè. Đó, mình quan sát trước ha, rồi mình kiểm tra sau. Rồi tiếp theo mình sẽ kiểm tra các cái mức nguồn của nó mà. Đầu tiên á, nó không có hiển thị á, mình sẽ kiểm tra cái đường nguồn 5V nó cấp lên đây. Cái mạch này có bị sửa rồi đúng không ạ? Sửa trong này cũng nhiều thứ lắm. Đó. Rồi, trước tiên mình sẽ kiểm tra nguồn. Dẫn cái thang 20V cắm điện vô. Mình sẽ đo cái đường điện áp ra. Khi nào mà nó có cái đèn này rồi thì có nghĩa là cái mạch của mình nó đang hoạt động các bạn. Bây giờ mình sẽ đo điện áp ra. Điện áp vào là AC, nó nằm ngay cầu chì, cầu diode, tụ nè, MOSFET nè. Còn điện áp ra thì nó ra tụ lọc nguồn diode thôi. Đó, bây giờ mình sẽ đo. Khoảng 17V nè. Đó, 17V nó đưa lên đây. Ở đây thì nó không có nâng áp các bạn. Có nè, đây có nâng áp. Đây, phần nâng áp nó nằm ở trong cái khung này. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ đo ngay cái đầu con tụ của mình nè. Đây, ngay con tụ 35V nè. Mở lên. Khoảng 16V. Nè. 16V, 17V. Rồi, có nguồn rồi ha. Bây giờ kiểm tra mấy cái nguồn nhỏ các bạn. Nguồn nhỏ thì gồm có B cộng, B trừ 8V nè. Đây, mát in 8V nữa các bạn. Mát nè, 8V nè, có ha. Tiếp theo cái đường 5V để nó cấp lên trên cái mạch hiển thị ở trên này. Còn dò lên trên đây có hai dây nè, một dây nguồn, một dây tín hiệu. Rồi, mình dò mình kiểm tra từ từ lên ha. Đây có cái gần con ống áp đây, hai con. Rồi đặt một que vô mát, một que vào chân ra của nó nè, 8V nè, bên đây 5V nè, có nè. Vậy là nguồn 5V, nguồn 8V có các bạn. Tiếp theo mình sẽ dò lên trên này, lên trên đây. Trên đây thì nó có cái dây nguồn và dây tín hiệu. Mấy dây này là dây trên cái bàn phím khiển màn hình. Đó. Đây nó có ghi nè. 5V. Đó, dò coi cái đường nào mình đo nó.
5V không có, có thấy cái dây này nó bị đứt là cái đường 5V nè. Cắm một que vô mát nè. Không có luôn. Không có luôn. Rồi bây giờ mình sẽ hàn cái dây đó lại để mình dò cái đường 5V ra các bạn. Xem coi có bị hàn chập chạm cái gì không. Đó. Quan trọng là mình xem coi nó có hàn chập chạm tại cái mạch này có bị sửa rồi các bạn. Nguồn nè. Bảy vôn. Cấp cho IC 4558. Đây là kênh trái kênh phải. Ghi âm mát. Không phải chân nguồn. Còn bên đây, dây này là dây nguồn nè. Này là RL. Mát. Ở đây, cái dây mình quấn lại là dây nguồn các bạn. Đó, 5V đây có nè. Rồi mình sẽ mở dây này ra. Không có dây này thì cái mạch nó đâu có hiển thị ha. Thì mình cắm vô lại coi nó có hiển thị được hay không nè. Chân màu đỏ nè, trống nè. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn vô. Đây, có hiển thị cái đèn nè. Nhưng mà cái này nó không có hiển thị. Đo cái đường nguồn của nó nè. Sợ con nào nóng không? 5V nè, mát nè, đó, 4V 44, R2 còn mát bằng này, à dạ rất là nóng các bạn, hả, không gắn được ha, là nó chạm cái gì đó trong đây rồi, nó chạm rồi, trong đây nóng nè, nóng hơn bình thường, rồi bây giờ mình sẽ tháo cái mạch này ra. Mặt trên này không có gì. Mặt dưới này thì đó, sau khi mình kiểm tra quan sát thì không có thấy cháy nổ ha. Đó. Mạch đều bình thường. Rồi bây giờ mình sẽ cắm cái này lại. Rồi mình mở lên mình đo cái nguồn của nó các bạn. Nè, cắm vô. Có đèn báo nè. Cái nguồn vào của nó là ngay cái rắc hồi nãy mình cắm đó. Đây khoảng 5V. Nhưng mà nó còn có 4V 4V rưỡi các bạn. Đó, xong rồi nó sẽ qua một cái con điện trở nè. Còn 4V rưỡi nè. Ở đây qua điện trở nữa nè. Nó còn 3V, nghĩa là nó chập cái đường này nè, cái đường mà nó sụt xuống còn 3V nữa các bạn. Hai con điện trở này bằng nhau ha. Nóng nè. Con IC này rất là nóng các bạn. Nghĩa là cái mạch này nó chết cái con IC này rồi. Đó. Rồi rút điện ra. Đơn giản là mình sẽ tìm một cái mạch khác để mình thay vô cho nó các bạn. Vì trước khi mình thay cái mạch vô cho nó thì mình sẽ kiểm tra cái mạch công suất của mình nè. Coi coi nó có hát bình thường hay không. Rồi bây giờ đầu tiên các bạn tìm một cái lo nè. Đây cái dây lo của nó nè. Đó. Rồi. Tiếp theo mình sẽ câu nó vô trong cái mạch công suất của mình. Thì cái mạch công suất của mình cái dây lo ra nó nằm ở đây. Mạch này lo ra nằm đây ha. Mình sẽ hàn vô nó. Đó. Sau khi hàn xong nè là nó được về nè. Rồi tiếp theo cắm điện vô mà các bạn lấy cái dây tín hiệu của cái mạch MP3 của mình nè,
măng giò dài xuống. Đó, măng giò xuống đây, mình kích vô. Kích vô đường tín hiệu nè. Xem nó có kêu không. Nó kêu nè, dặn lớn lên ha. Mid, guitar, bass, treble. Đó, cái nút lớn nhỏ nằm trên đây. Mà trên đây á thì mình sẽ điểm vô đây. Điểm vô phần này. Nè, có tiếng nè. Đó, có tiếng có nghĩa là nó hát được các bạn. Công suất hát được ha. Rồi, ok, mình có tiếng là được rồi. Bây giờ mình rút điện ra. Mình sẽ kiểm tra cái mạch này để mình thay thế cho nó. Mình sẽ đổ cho nó bằng những cái mạch này nè các bạn. Nó cũng gần gần giống với nhau hết. Đó. Gần giống nhau hết các bạn. Này. Đó. Thì các cái chân nó bố trí khác nhau nhưng mà chức năng của những cái chân này nó gần giống như nhau hết. Mình sẽ lấy một cái mạch này để mình lắp qua, xong rồi mình gỡ cái mặt hiển thị nữa các bạn, bỏ xuống đây. Ha. Tại vì cái mặt hiển thị này nó sẽ xài chung với thằng này. Cho nên mình sẽ gỡ thằng này, mình đem xuống đây. Rồi mình hàng dây ngược lên đây y như vậy nữa các bạn. Đó, mình đặt cái mạch này vô. Thì cái mạch này khi mà đặt vô á, mình thấy nó vừa với cái lỗ này luôn nè. Này. Đó, vừa luôn. Đó, mình chế được ha. Rồi, đầu tiên thì muốn lắp cái mạch này qua đây, các bạn phải xác định cái nguồn của cái mạch này ở đâu. Thì ở đây nó có cái rắc màu đỏ nè, là cái rắc nguồn. Đó, rắc nguồn thì mình dùng cái máy kích ở ngoài nè. Mình đo thử cho các bạn xem là khi mà nó chạy nè, mình kẹp vô cổng ha. Còn cái dây trừ kẹp vô cái ổ USB hoặc ổ thẻ cũng được. Đó, mạch chạy nè. Rồi, tiếp theo mình sẽ lắp nó vô. Thì mình sẽ gỡ cái phần hiển thị này ra, lắp vô. À, nhưng mà cái phần hiển thị này mình sẽ gỡ sau. Còn bây giờ mình sẽ lắp vô làm sao cho nó hát được. Đầu tiên mình rút hết mấy cái rắc này ra. Dây này. Dây này các bạn dò là cái lên cái phần hiển thị nè. Lên cái mặt đồng hồ hiển thị của mình nè. Đây, dòng lên đây ha. Một cái. Rồi tiếp theo là ba cái dây này. Còn cái vạt này, bẻ bốn dây nè. Bốn dây các bạn dò ha, bốn dây nó vòng ra đây. Vòng ra đây nè. Nè. Ba dây á là nó vòng lại cái con mắt nhẫn. Còn một dây còn lại nè ha. Dây còn lại thì nó đi vô cái bàn giặt phím của mình đó các bạn, giặt phím này nè. Đó. Bạn thấy là cái dây còn lại nó vô giặt phím. Nè cái dây cuối cùng. Vòng ra đây. Vô giặt phím, vô giặt phím. Đó. Rồi còn ba cái dây này. Đây hai cái dây này các bạn, còn hai cái dây này nè. Hai dây này là tín hiệu từ cái mạch này nè, nó đưa ra một đường để nó qua cái biến trở. Rồi cái biến trở nó sẽ chạy ngược lại để nó đưa vô mạch này để làm lớn nhỏ cái mạch của mình đó các bạn. Thì cái thằng này á mình sẽ câu nó ngoài sau, câu rời ngoài sau. Đó. Còn hai dây này. Đây còn cái dây này. Dây này là cái dây từ ở dưới này đưa lên nè. Này đưa lên có một dây thôi. Một dây mình xem coi dây này dây gì. Ở dưới mạch này đưa lên. 0V có nghĩa là cái này có thể là dây dây nguồn. Đưa vô cái con điện trở 0 ohm. Đó, mình sẽ đo cái dây đỏ nó là dây gì ha. Tiếp theo cắm điện vô. Cắm cái nguồn vô. Khỏi cắm cái nguồn này cũng được. Mình sẽ đo xem cái dây đỏ nó là dây gì. Mát nè. Dây đỏ này nó có 2V 2V 3, 2V 4. Đó. Thì cái này thì mình không cần phải câu cũng được đối với cái mạch này các bạn. Mạch này nó không có câu cái phần đó. Các bạn câu phần nguồn nè. Rồi tín hiệu ra vô. Nó tín hiệu ra vô của cái bo này thôi. Ở trên đây nó có ghi nè. 5V nè. Mát nè. Rout nè. Lout nè. Rồi cái phần mid nè.
phần cái chữ cho nên nó in ngược các bạn. Mạch này mình mua trúng cái đợt này là nó in ngược không à, cái chữ nó ngược khó đọc. Rồi thì quan trọng là các bạn xác định được chữ nguồn với đường tín hiệu ra vô được rồi, với cái phần phím là in 3 giây này cắm vô một cái, tiếp theo tín hiệu out các bạn, line out nè 3 giây nè, RAU mát LAU 3 giây này cắm vô đây đó. Cắm thử để mình hát. Ok rồi mình sẽ đấu cái mạch, mình sẽ đấu cái volume này vô sau đó. Rồi LAU tiếp theo, cái đường này là đường volume đưa ra, này cái này là của volume nè, còn cái dây này là của bàn phím với mắt nhận. Mắt nhận thì không cần, mình chỉ việc là mình đấu cái bàn phím thôi, có nghĩa là mình lấy một cọng dây mát nè với một cọng dây phím thôi. Chỗ cây nữa các bạn, để chữ cây nè. Một, hai, cây một, cây hai. Rồi. Cây bàn phím này để sau đi. Rồi, cuối cùng thì mình sẽ cấp cái nguồn vô cho nó các bạn. Nguồn này mình dò coi nó đúng cộng trừ không, không đúng cộng trừ mà cắm một cái thì nó chết cái mạch này liền. 5V, 5V mát đây, năm vôn bên đây, rồi cắm điện vô, bạn đo được 5V rồi. Đó. 5V nằm bên đây. 5V bên đây. Nó ngược rồi nè. Đó, mình sẽ đổi cái chân này lại các bạn. Đó. Dây cộng là cái dây có cái chấm bự nè. Rút điện ra. Hàng vô mạch này ha. Nó dây cộng nè. Dây trừ nè. Rồi, ok, được rồi ha. Mở lên. Đó, có đèn đó các bạn. Đó, có tiếng luôn rồi. Nghĩa là nó hát được đó các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm cái thẻ nhớ. Mình cắm vô thử. Đây, thẻ nhớ nè. Cắm thử rồi. Đó, hát được các bạn. Đó, bắt chép chỉnh được rồi. Đó,
Rồi ok ha. Rồi cuối cùng là mình chỉ việc là mình đổ cái phần màn hình nè, nó vô đây. Màn hình vô đây. Rồi phím á, mình sẽ đổ vô đây. Đó, đơn giản là chỉ vậy thôi. Rồi bây giờ rút điện ra, tiến hành mình câu vô các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đổ cái bàn phím nè các bạn, với lại cái màn hình ha. Ở đây mình có cái dây đặng mình câu qua cái bàn phím đỡ nè, coi coi bấm được hay không. Nếu không được thì mình sẽ đổ lại các bạn. Lấy dây này đi. Thì trên bàn phím nó có một đường mát nè. Đó, đường mát với một đường cộng. Mát nè, nó vòng vô một chân của cái con công tắc của mình đó các bạn. Cái nút công tắc cốc ở trên á. Đây nè, tự đầu mát nè. Vòng ra đây, 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 đây. Mỗi một bên như nè có một cái chân nó xuống mát ha. Còn cái đường cộng nè, bạn dò ra đây. Dò dài vô đây nè. Đó, qua con trở vô cái công tắc. Qua con trở vô công tắc. Qua trở vô công tắc. Nó điều gì đó. Rồi, bây giờ mát nè. Bằng hàng vô mát của cái mạch của mình nè. Còn cộng các bạn, bằng hàng vô cái phần K nè. Có chữ K trên đây là cái bàn phím nó viết tắt từ cái chữ cây đó các bạn. Ok, sau khi mình hàn xong nữa các bạn, bây giờ mình xem lại có bị dính không. Không có dính nè, tiến hành cắm điện vô. Đó, tiếp theo các bạn bấm cái phím thử nè. Bây giờ mình bấm mo thử đúng không? Đúng cái phím thứ tự nó không. Nếu không á thì mình chỉ việc là sắp đổi mấy cái con điện trở này lại các bạn. Đó, được nè. Rồi, tiếp theo mình sẽ cắm USB vô. Mình bấm net thử coi nó đúng với cái phím không nữa nè. Đó, bấm net nè. Đó, đúng ha, bấm lui nè. Đó, rồi bấm dừng nè. Rồi, ok, đúng rồi đó các bạn. Rồi, sau khi mình làm tới đây rồi, bây giờ mình sẽ rút điện ra. Rút điện ra rồi, xong cái mình sẽ làm cái thằng hiển thị nữa các bạn. Mình sẽ tháo cái mạch này ra, mình gỡ cái mạch này ra, mình đặt xuống đây. Rồi mình hàn cái dây này nè. Hàng dây này qua đây. Thì ở trên đây nè, nó gồm có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 chân, nhưng mà trong đó bỏ ra ba cái chân này. Ba chân này đấy mà đưa lên mắt nè. Nhưng mà trên cái mạch này nó chỉ có 7 chân trên đây nè các bạn. Đó, mình dò đúng 7 chân này ra. Mình hàng xuống 7 chân dưới này. Đó, thì cái mặt hiển thị này nó cũng gần giống như này. Nhưng mà mình hàng rin nó qua cái này qua đây để cho nó chắc ăn ha. Sau khi mình lắp ráp mình hàng dây lại xong rồi các bạn. Đó, đây, tất cả các đường mạch mình đã hàn lại rồi nè. Dây nguồn, dây tín hiệu từ cái bo MP3 đưa vào cái volume, từ cái volume đưa xuống mạch công suất. Đó, dây này là cái dây đường line in nó đưa vào nè các bạn, nó đưa vào đây thôi. Rồi, rồi còn cái mặt hiển thị nè, mình câu xuống đây, dán keo lại. Còn cái volume mình đã thay cái volume này. Đây, mình đã thay cái volume này, thay cái bóng led. Đó, rồi phím mình cũng đã câu vô rồi luôn. Ok ha. Đó, đơn giản là nó mất công thôi, nhưng mà nó cái này thì nó cũng hơi cũng dễ các bạn. Rồi, cuối cùng là còn cái dây anten các bạn. Cái dây anten trong đây, cái dây màu đen nè. Đó, mình sẽ lấy cái cọng dây anten trong đây nè. Mình câu qua. Đó, dây anten này. Cái việc hàn ra, rồi kéo cho dài ra là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ mở lên. Cắm điện vô nè. Đó. Rồi, cái tìm cái USB cắm vô. Giờ mình chuyển trước ha. Mình chuyển chế độ trước nè. Bluetooth mode. Đó. Bluetooth connecting. Please wait. Radio. Line in. Đó. Bluetooth mode. Bluetooth rồi bây giờ mình cắm USB vô mình thử ha. Radio.
U-disc playing. Đó. Dặn nhỏ xuống nè. Đó, dặn lớn nè. Đó, này lớn nè, này nhỏ nè. Rồi tiếp theo bass trap các bạn. Bass trap ở trên mặt này nè. Trap nè. Đó, bass nè. Đó, ok ha. Rồi cuối cùng là mình chỉ việc kiểm tra rồi mình cố định keo nó lại, bắt ốc lại là được rồi các bạn. Thì vừa qua mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách để mình kiểm tra, mình sửa lại cái mạch lo kéo. Nếu như thấy video bổ ích thì các bạn bấm like, share và đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.